Rồi bây giờ nhá, về nhà cô chú bác thì có cảnh là bún bò ha, bún bò lúc mà nó xong đó cô chú bác. Đó, bún bò xong á. Candy, do you like candy? Đó. Rồi xuống đây là ăn bún bò nè cô chú bác. Bún bò ở miền Tây ha, do Việt Kiều Mỹ nấu. Đó, Việt Kiều Mỹ nấu cô chú bác. Đó, khung cảnh xung quanh. Rồi ăn bún bò. Mấy bữa đi Phú Quốc chưa không? Rồi thấy đủ cảnh hết trơn. Ừ. Đó. Đó. Khung cảnh ha, xung quanh. Đó. Hồi nãy Dượng nấu rồi. Nãy Dượng nấu mà đi lòng vòng mà chơi á. Nên là nấu chín rồi cô chú bác. Bây giờ về bắt đầu ăn bún bò Quế ha. Có rủ dì Sáu lại ăn nữa. Nãy lại nhà dì Sáu là đãi dì dừa rồi bưởi. Không dậy tới tối luôn mà hả? Thứ bảy mà cũng tới tối ha. À, cùng Nhung nấu. Dạ. Dạ. Chơi mưa nhưng mà ăn bún bò Quế nóng nữa đúng bài. Dạ dạ. Đỡ hơn trời tiết ha. Dạ. Đó, cô chú bác. Thành nó cũng chưa ăn á. Thành ăn luôn ha. Chưa ăn trưa mà. Đó. Cùng Nhung sắc thịt. Đó. Gia đình toàn là thợ nấu không? Em chỉ thợ múc thôi, cái đó thợ nấu. Thấy ở bên Mỹ là thợ nấu trong thợ múc. Mà cái ông thợ nấu nhìn cũng giống ha. Giống thiệt. Thấy bên Mỹ lâu lâu Dượng với cô mời bạn lại cái nấu món này món kia vui ha. Trong karaoke này nữa. Mình ham vui mà. Dạ không vậy nó vui, có cuối tuần á chơi. Tình cảm trên đây. Được đem về luôn hả? Wow. Mang đồ ăn về rồi mang bánh về nữa, mình chuyên môn nấu nướng bánh. Ở bên Việt Nam còn có, với bên Mỹ có canh đó là hiếm lắm á. Thợ mốc à. Không, cô Dung nấu cũng ngon à, nhưng mà thua đây miếng. À dạ dạ. 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 Bây giờ trên YouTube chỉ thiếu gì mà không biết ngon hay không nè. Đầu bếp Google. Đầu bếp Google. Dạ. Đó, rồi nấu cho mình tô bún bò với lại dì Sáu ha. Rồi em Thìn này nọ nữa. Đó, các bạn thấy không? Rồi quất tô bún bò. Bún bò. Con này bên Mỹ là nó cỡ size nào vậy? Size nhỏ nhất hả? Size nhỏ. Nhỏ nhất phải không? Size lớn là cái này nè. Con thấy cái tô của nó bự lắm. Cái này size nhỏ. Con tô này là trưng. Tụi người Việt Nam mình ăn sao nổi ta? Hả? Ăn sao nổi? Bên ở bên đó về nó ăn lần 3 tô mà. Nó quen ha. Dạ, dạ. Bún bò Quế. À, cái bao tử nó lớn. Dạ. Thứ ba phải không? Thứ ba. Yeah. Mai là chủ nhật. Bữa kia chứ. Thứ hai đi. Chuối. À, cái này lên máy bay ăn được nè, đỡ buồn. Dạ dạ. Giờ mưa cô chú bác, cảnh miền quê thấy trời mưa này ha, đúng bài luôn á. Đó cô chú bác. Đó, trời mưa. Trời mưa nè. Nó miền Tây mà phải vậy chứ. Đó, nước rồng lên đó cô chú bác. Nó có nước rồng nước lớn ha. Nước rồng là lên. Dạ, ra rồi hả? Dạ dạ. Rồi ra. Trời ơi. Hấp dẫn ha. Dạ, hấp dẫn. Rồi Dượng giới thiệu đi. Trong tô có cái gì á. Dạ dạ. Tô bún bò Quế hả? Dạ. Có rau thơm, dạ. Rau thơm, dạ. Bắp chuối bào. Chuối bào. Trong ấy thì có bò bắp với lại huyết. Dạ. Quý của bắp. Để lên. Dạ chiến mà. Dạ. Dạ dạ. Nhưng mà nếu mà cái tô đầy đủ của nó là nó gồm cái gì vậy? Ví dụ như tô mà đúng gốc của bún bò Huế á là gân. Gân. Là bò bắp. Bò bắp. Huyết. Huyết. Còn rau là mình cũng đầy đủ rồi phải không? Thì nó có bắp chuối bào. Bắp chuối bào. Rau húng lủi cũng gọi là cái này nè. À. Húng lủi. Dạ. Húng lủi nè. Dạ. Đó. Người ta gọi là húng lủi đó. Phải có. Rồi phải có cái này nó ăn nó ngon, nhưng mà mình không có ăn cái bắp cải bào, mình ăn giá với lại bắp chuối bào. Ở bên Mỹ nó bán cũng vậy hả Dượng? Y chang. Tô nhiêu? Tô mấy đồng? 13 đồng hả? Là cái size cỡ nào? Cái size cỡ này thôi. À. Vậy cái tô lớn là nhiêu ta? 17 đồng á là thêm đồ á là tô bự luôn. Rồi, 17 đồng là chạy ra có 400.000 ha. Đúng rồi. À, 400.000 tiền Việt. Nó đặc biệt, nó thêm gân, thêm thịt, thêm huyết. Dạ dạ. À thêm giống như kiểu hồi sáng mình thêm thịt này nọ ha. Nó là tùy theo cái nhu cầu của cô chú bác. Là mình ăn ít nhiều thịt này nọ đó, có thể kêu chủ quán. Đó. Ở Việt Nam ăn dày. Đó, trong cảnh miền quê, nó có bà ngoại ngồi kế bên nữa. Đó thì nó ấm áp vô cùng luôn ha. Đó, cô chú bác thấy không? Khung cảnh nè. Khung cảnh. Dì Sáu này nọ, bà con mình nãy cô Nhung nấu cho mình ha. Đó, nhưng mà cái thợ bếp chính là Dượng nấu, rồi giờ chỉ hâm lại cho nóng. Đó, rồi trang trí vô thôi. Ôi bự quá. Đúng rồi dạ. Nó thiếu vậy nè mà nó rõ đẹp lắm. Dạ dạ, cảm ơn Dượng. Dạ, để con lợi qua cái nồi nữa đi. Đó. Rồi. Cái này là cái nồi nè cô chú bác. Nồi bún bò Huế đặc biệt luôn ha. Đó, cái này là hâm lại cho nó nóng. Ê, có sa tế không? Có sa tế đưa ra cho vô. Dạ. Có mà. Dạ, đúng rồi. Sa tế. Có. Dạ dạ dạ, chút xíu đi. Dạ. Dạ. Ủa tô này của ai em? Tô này của Sáu à. Cái này hình như là ớt. Ủa này ớt hả gì? Ớt sa tế á. Ớt sa tế á. Mà bún bò Huế là phải có này ha. Dạ. Đâu ăn bún bò Huế chưa? Ăn rồi đó. Các bác thấy không? Tình cảnh bún bò Huế. Ồ, cái này quên. Chả Huế. À vậy hả? À còn thiếu cái chả Huế. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. À. Thiếu chả Huế. Rồi, vậy là 17 đồng phải bớt xuống người ta 11 đồng. Còn là 12 đồng. Thiếu chào ơi, cô chú bác. Dạ, 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 vui ha. Gia đình. Đó, không khí gia đình ăn bún bò Huế. Dạ, dạ. Dạ, rồi ăn tự nhiên đi em. À. Dạ, dạ, không sao. Rồi, cảm ơn cô chú bác nha.